Ngày 20 tháng 5, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ kỷ niệm 49 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam 21 tháng 5 năm 1973, 21 tháng 5 năm 2022. Chi cục Kiểm lâm là đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Giang. Qua 49 năm thành lập và phát triển, lực lượng Kiểm lâm tỉnh đã trở thành lực lượng nòng cốt trong giữ gìn, bảo vệ tài nguyên rừng. Các cán bộ luôn thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của ngành đặt ra là bám dân, bám rừng, thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân, bảo vệ và phát triển rừng. Nhằm đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, chăm lo đời sống tinh thần, tạo không khí đoàn kết, vui tươi cho công chức, người lao động. Tại buổi giao lưu văn nghệ, khán giả đã được thưởng thức những ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước và lực lượng Kiểm lâm. Thông qua chương trình giao lưu văn nghệ đã tạo thêm sự gắn kết giữa các thành viên của lực lượng Kiểm lâm, đồng thời tạo thêm lòng yêu nghề, yêu rừng, nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.